Máy bơm mỡ khí nén là dụng cụ chuyên dụng để bơm mỡ bò, mỡ bôi trơn cho các chi tiết cần bôi trơn ở động cơ xe ô tô, xe tải, động cơ máy móc công nghiệp. Máy bơm mỡ khí nén Coco 12 lít có cấu tạo đơn giản, sử dụng dễ dàng, chỉ cần đọc hướng dẫn sử dụng là có thể làm việc được. Thùng chứa có thể đựng được 12 lít mỡ. Thân máy được làm bằng chất liệu bền chắc chịu nhiệt, chịu lực tốt, không bị tác động bởi các yếu tố khách quan từ môi trường nên cho độ bền cao. Máy bơm mỡ bằng hơi Coco 12 lít giúp người dùng không tốn nhiều công sức như dùng máy nén khí bằng tay, vì lượng mỡ được bơm ra nhờ áp suất của khí nén, giúp tiết kiệm nhân lực hơn. Coco 12 lít có áp suất lớn giúp bơm mỡ cho máy móc, động cơ hiệu quả. Coco 12 lít có kiểu dáng nhỏ gọn, có tay cầm cùng bánh xe nên rất dễ di chuyển. Máy thích hợp bơm mỡ cho ô tô, xe máy, máy móc động cơ cần bôi trơn, phân xưởng, nhà xưởng dây chuyền. Coco 12 lít dễ sử dụng, độ an toàn cao, lượng khí tiêu thụ S. Dòng đệm tròn, da ni lông có khả năng chịu nhiệt tốt, độ bền cao. Hiện máy bơm mỡ khí nén Coco 12 lít đang được công ty Tahico cung cấp chính hãng trên toàn quốc với giá rẻ và chất lượng tốt nhất hiện nay. Nếu quý khách hàng có nhu cầu cần mua máy bơm mỡ ô tô hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn một cách cụ thể nhất nhé.